Màn ảnh nhỏ một vài năm gần đây giới thiệu tới khán giả nhiều gương mặt trẻ vừa sở hữu nhan sắc vừa có tài năng hiếm thấy. Họ là thế hệ kế cận được kỳ vọng sẽ tiếp nối dàn nghệ sĩ gạo cội trở thành ngôi sao trong tương lai. 1. Quỳnh Kun, từ hát girl thành diễn viên tiềm năng. Quỳnh Kun đến với nghệ thuật từ năm 2014 khi tham gia đóng MV âm nhạc Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh. Năm 2015, cô trở thành viên của nhóm hài Kem Soi TV. Thời điểm này, Quỳnh Kun được công chúng biết đến nhiều với danh xưng hát girl. 2. Tính từ lúc Quỳnh Kun đóng bộ phim đầu tiên Đi Qua Mùa Hạ năm 2017, đến nay, cô đã tham gia nhiều phim, cứ phim sau vai diễn lại tăng thêm độ khó hơn như Đừng Bắt Em Phải Quên, Nhà Trọ Ba La Nha, Hướng Dương Ngược Nắng, Hãy Nói Lời Yêu, Anh Có Phải Đàn Ông Không, Gara Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu. Đến nay, cô đã được công chúng đón nhận với vai trò là một diễn viên. 3. Quỳnh Kun tâm sự, tôi thấy mình may mắn khi từng bước chinh phục từ vai phụ đến vai chính. Tôi liên tục trau dồi, học cách quan sát, phân tích nhân vật. Tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình sau mỗi ngày để không nhạt nhòa trong mắt khán giả. 2. Ngọc Huyền, tân binh mới chạm ngõ diễn xuất. Được chú ý từ vai Vân Vân 3 chấm trong Thương Ngày Nắng Về, Ngọc Huyền trở thành gương mặt triển vọng của màn ảnh nhỏ. Cô gái sinh năm 1999 mong muốn mang đến hình ảnh mới hơn trong 2023. 1 năm sống trong vai diễn Vân Vân, Ngọc Huyền có thêm những kinh nghiệm quý báu để trưởng thành hơn với đam mê diễn xuất. Dù vậy, nữ diễn viên cho rằng vai diễn đầu tay không hẳn là cái bóng khó vượt qua. Ngọc Huyền luôn có ước mơ được đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, cả hội họa và diễn xuất. 3. Quỳnh Lương, nữ hoàng lookbook đến diễn viên trẻ triển vọng. Trước khi bén duyên với vai trò là một diễn viên truyền hình, Quỳnh Lương từng góp mặt trong loạt MV đình đám của các ca sĩ nổi tiếng được đông đảo khán giả quan tâm, yêu thích. Quỳnh Lương cũng được giới thời trang gọi với danh xưng nữ hoàng lookbook nhờ gương mặt sắc sảo, cuốn hút. 4. Vai diễn Hoài trong phim Lối Nhỏ Vào Đời là bộ phim đầu tay của cô, tuy nhiên chưa gây được nhiều ấn tượng với khán giả. Đến phim Gara Hạnh Phúc, Quỳnh Lương vào mới nhận về nhiều lời khen. Quỳnh Lương đã như lột xác. Những câu nói của cô và bạn diễn Duy Hưng trong bộ phim trở nên viral trên khắp mạng xã hội. 2022, Quỳnh Lương tiếp tục trở lại màn ảnh với vai Vi, bạn thân của Hạnh trong phim Đừng Làm Mẹ Cáu. Quỳnh Lương nhận được cơn mưa lời khen về diễn xuất. Cô tương tác ăn ý với các diễn viên nhí và cùng Bình An tạo nên cặp vợ chồng hot nhất màn ảnh Việt. Quỳnh Lương cũng là số ít những diễn viên nữ gần đây được đánh giá là có triển vọng trong tương lai, dù chỉ mới tham gia 3 bộ phim truyền hình. 4. Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền, cô giáo tay ngang diễn xuất. Diễn viên trẻ Ngọc Huyền sinh năm 1997 là cựu hot girl trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nữ diễn viên có ngoại hình xinh xắn đáng yêu từng xuất hiện qua các bộ phim Những Ngày Không Quên, Lối Nhỏ Vào Đời, Mặt Nạ Gương. Năm 2022, Ngọc Huyền nhận được sự chú ý đặc biệt khi rũ bỏ hình tượng nhí nhảnh, cá tính vốn thấy trên màn ảnh thành cô gái nhút nhát, có nội tâm phức tạp trong Gara Hạnh Phúc. Là tay ngang trong nghề diễn xuất, cũng chưa từng học qua trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp thế, nhưng cách thể hiện của Ngọc Huyền vẫn chạm được đến trái tim người xem.
Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.